P-Network chào tháng 9 với loạt dự án khủng Mainnet. Chào bạn, chào các Pioneer. Trong video trước, chúng ta đã bàn luận về dự án P-Buttonmore. Tin tức cho biết, dự án sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm nay. Trên các cộng đồng mạng, Pioneer cũng bắt đầu tải thử và sử dụng ứng dụng này trên điện thoại. Tuy nhiên, hệ sinh thái của tháng 9 này tiếp tục ghi nhận những dấu hiệu bùng nổ khi Tantic và EPmore cũng cho biết sẽ khởi chạy dự án của mình trên P-Network. Trong video ngày hôm nay, P-Network Daily xin mời các Pioneer hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các dự án nổi bật này để chúng ta có thể update kịp thời các diễn biến mới nhất của mạng lưới, cũng như cơ hội mua sắm, sử dụng và đầu tư vào hệ sinh thái P-Coin trong thời gian sắp tới. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Phần 1. Nhiều dự án cùng nhau mainnet trong tháng 9. Chúng ta đã biết đến P-Chainmore, P-Buttonmore, đây đều là các sàn thương mại điện tử nổi tiếng nhờ vào thắng giải Hackathon. Các nền tảng này cho phép Pioneer trao đổi hàng hóa và dịch vụ trên quy mô toàn thế giới. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã sử dụng thử P-Buttonmore. Ứng dụng này hiện tại vẫn còn 100% là tiếng Trung, nên gây khó khăn rất lớn cho cộng đồng Pioneer toàn cầu. Trong khi đó, eMorePi cũng đã bước đầu hình thành và cho ra mắt các dịch vụ đầu tiên của mình. Đây cũng là một sàn thương mại điện tử được phát triển trên P-Network. Mặc dù các thông tin về sàn này chưa được phổ biến trên các cộng đồng Pi, nhưng Twitter và các nền tảng mạng xã hội của dự án hoạt động khá sôi nổi. Tất cả các sàn này đều sử dụng P-Coin làm hình thức thanh toán chính. Cũng trong tháng 9 này, một dự án rất nổi tiếng về mạng xã hội là Tantic cũng thông báo sẽ mainnet. Đây là một công cụ giao tiếp kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo AI và mạng xã hội. Nền tảng này đặc biệt ở chỗ, nó sẽ tự động dịch sang ngôn ngữ của đối phương khi Pioneer sử dụng. Ví dụ như sau, chúng ta nhắn tiếng Việt cho người bạn có IP mạng ở Trung Quốc, thì bên người bạn này sẽ tự động nhận tin nhắn bằng tiếng Trung. Và ngược lại, các nội dung người bạn Trung Quốc nhắn sang cho chúng ta sẽ được tự động dịch sang tiếng Việt. Công cụ này cũng gần giống với tính năng WeChat của Trung Quốc. Tantic được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản về ngôn ngữ giữa các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, việc sử dụng dịch vụ trên nền tảng này còn giúp Pioneer tích lũy thêm điểm POI và có thể quy đổi sang P-Coin. Phần 2. Mẫu số chung của các dự án trong hệ sinh thái P-Network. Có thể thấy, từ mô hình đào coin bằng cách kích tia sét huyền thoại của Pi mà các dự án trong hệ sinh thái của Pi cũng bắt đầu phát triển theo hướng này. Hiện nay, hầu hết các dự án đều có mô hình điểm danh hàng ngày cho những người dùng. Cứ mỗi phiên 24 giờ một lần, Pioneer sẽ quay lại nền tảng để xác nhận, từ đó tích lũy được một điểm POI nhất định mà các điểm POI này sẽ được chuyển đổi thành token của dự án hoặc của chính đồng Pi coin. Một số dự án còn cho phép sử dụng đồng POI này để trả phí dịch vụ của nền tảng. Có lẽ vì Pioneer đã quá quen thuộc với cách mà Pi hoạt động, kích tia sét để tạo ra giá trị, nên các dự án đã bám sát theo tâm lý này trong khi xây dựng sản phẩm. Tiếp đến, các dự án đều đang hướng tới xây dựng một đồng token chung cho nền tảng của mình. Ngay cả P-Chainmore, eMorePi hay Tantic cũng thể hiện kế hoạch này khá rõ trong các sản phẩm mà họ đang truyền thông. Nếu điều này xảy ra trong tương lai, chắc chắn các token này cũng sẽ được bán ra công chúng. Giá trị của token cũng sẽ gia tăng theo sự phát triển của dự án, đặc biệt là vào thời điểm Pi đi vào mainnet mở. Đây cũng là cơ hội rất tốt để Pioneer đầu tư vào thời điểm token ra mắt. Còn ngay từ bây giờ, các dự án này vẫn đang cho người dùng tích lũy miễn phí token của họ, đơn giản chỉ bằng quá trình điểm danh hàng ngày. Trên đây là những thông tin về hệ sinh thái của P-Coin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các Pioneer trong ngày đầu tiên của tháng 9. Xin cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. Bạn nghĩ rằng token của các dự án trên P-Network sẽ tạo ra nhiều cơ hội đầu tư cho Pioneer? Hãy để lại suy nghĩ của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng với chúng tôi. CryptoLeakVN rất vui khi cùng các Pioneer đồng hành và khám phá P-Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới P-Network. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.